lỡ lại rồi. Oh man, nó nốt luôn. Tối live stream nha Mi, anh em. Chúng tôi có đủ nha, MC, diễn viên, đồ, tài xế đầy đủ. Đủ thể loại. Cho quay đây nào mọi người. Giờ phải đi qua một cái phà. Ôi cái kêu là gì? Cái ghe hả? Cái gọi là cái gì đây em cũng biết, cái trạm trung chuyển anh. Trung chuyển. Mà ngồi kéo kéo ngồi là thiệt á. Năm Nguyệt ở Mỹ Hòa, Tháp 10, Đồng Tháp. Đây là xã cô thì thứ năm, cô thì thứ hai. Thứ năm tên Bằng, còn thứ hai tên Nguyệt. Yeah. Kêu hai Nguyệt hay là kêu cô Nguyệt không cũng được. Nhưng mà cô thân thương cũng được. Thấy ở đây đẹp quá cô, cảnh này cô có nhận con rơi, con gớt gì không cô? Trời ơi, cô... Nhận nếu mà làm, ai mà nhận có nhận con làm con nuôi đi. Rồi được rồi. Rồi má cho con sẽ dây chuyền má. Rồi. Ôi mới vừa nhận con nuôi chưa có thôi quả. Ơ hiếu, thôi cổ. Đây là con. Nhận gói kiểu con má cởi luôn kìa. Con cởi luôn cho con. Trời ơi. Trời ơi. Má cởi dây chuyền má cho con trai. Trời ơi trời. Rồi thôi được cận độ đầu rồi, má đã cho rồi. Muốn chết luôn. Luôn người má anh đã cho sẽ di chuyển về rồi lắm ơi. Khó quá. Thôi ekip ơi, tôi đi về nha. Nhân ơi, má anh cho sẽ di chuyển. Trời ơi. Có má mà. Quá Nhu ơi, Nhu. Thằng Nhu đứng thèm khác kìa má. Quá trời. Có sợ rồi, đừng cho được. Dễ thương không? Mọi người tới đây nhớ ghé cơ sở khu du lịch sinh thái thân thương của cô Năm Nguyệt nha. Ăn món ăn rất là ngon, hồi sáng nay mới ăn cháo cá lóc thôi. Mà cái cháo, trời ơi, thật sự là con ăn nó ngon lắm cô, đậm đà. Mà cái thịt cá lóc nó săn chắc, cái nước chắc. Cá đồng ngon, mà cái nước á cô nấu cái nước cháo ngon quá. Vậy đó hả? Ngon nhất là cái sợi dây chuyền nha mọi người. Sao nói đầu tháng đổi vàng vậy là thấy ok rồi đó nha. Mà thấy nguyên tháng này ăn tươi rồi đó. Ê, kiếp đứng rất thèm thuồng, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đi về. Mọi người ơi, mình đi về nha Bí ơi. Bí anh có sợi dây chuyền rồi Bí ơi. Cô bây giờ cô cứ ao ước rồi vậy nè anh. Sáng mà mình thức dậy có một niềm vui ha, rồi chiều á thì mình nghĩ là mình đã qua một cái tuổi xuân đã già đi đấy, thì mình phải hưởng không có nghĩa là cô bắt đầu nay là cô 60 chưa 70. Vậy là cũng mới bắt đầu thôi. 70 rồi đó, trẻ bé này nó ngủ chung ba con là 80 rồi mới bắt đầu là trồng cây đi chơi bời này này kia. Con mới bắt đầu nghỉ chơi thôi, không làm chơi gì chơi á, đi chơi tại vì ở nhà ở đây làm thì phải phụ thôi chứ cô ăn tương nè. Cô không có nghĩ gì hết trơn. Giờ cái mình gieo trồng cái cây trái hái cho nó cũng như là thêm quả đi. Với con thấy người Đồng Tháp rất là gần gũi dễ thương, giống như sống miền Tây á cô. Chẳng hơn như cô. Đúng rồi, như cô á. Thiệt á. Nó mặt nó hạnh phúc phúc hậu, nhìn tươi tắn cho sợi dây chuyền là thấy tươi rồi. Con chúc cô đầu tháng thật nhiều niềm vui. Anh không quay nữa em ơi, anh có sợi dây chuyền anh không quay gì nữa. Thì phải phải gì mà không có dây chuyền chứ nó... Anh đủ cái xe rồi. Cô không cho cái là kêu làm tới công chuyện. Mà bây giờ chúng tôi không sẽ tôi sẽ quay những cảnh mọi người nhớ coi Bách Nghệ Kỳ Thú của cô Năm Nguyệt trên HTV7 lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần nha mọi người, và coi lại lúc 20:00 cũng thứ sáu hàng tuần trên B Entertainment. Ai tới đây quay nhớ ủng hộ cô nha. Tí nữa chiều ăn món khác con review tiếp cho cô ha. Chưa ăn món khác, chiều ăn món khác. Chiều cô cho tụi con ăn món gì? Chiều ăn cá linh đi đầu đồng thì phải cá linh kho mắm. Linh kho mắm ha. Đúng với rồi. canh chua ha. Trời, cá linh kho mắm canh chua hồi trưa. Chưa ăn canh chua, chiều mình đâu có ăn canh. Chiều là ăn kho ăn xào. Em nhờ ba người nha. Rồi đeo đi cô, đeo dây chuyền lại đi nè. Để mình giữ rắc con nè không? Vậy thế giờ không giữ rồi. Đó, ok. Tôi sẽ phải quay thôi mọi người ơi. Tiến ơi, trả em điện thoại.
Bây giờ thì ekip Bách Nghệ Kỳ Thú đang có mặt ở Quyền Thông Đô. Bên kia là Bi. Ủa Bi xem chùm kính mít chưa Bi? Sợ nắng hả? Em đang đánh du kích. Anh em tụi tôi là đi từ 4-5 giờ sáng rồi, bây giờ tới một cái chỗ mình là không biết ở đâu luôn. Mà em tưởng tượng trong đầu em á là nó kỳ lắm, nó đã lắm. Mà sao ra đây em thấy nó cũng đỡ. Gắn mít, nó lạ hơn. Tử resort á, tử là resort á. Anh đứng lên thôi. Là sao có lấy không mà bỏ xuống rồi sao? Hôm qua em đi ở resort là gì nữa Bi? Dạ. Hôm qua em ở resort đó. Dạ hôm qua đúng rồi, resort mà không có một cục gạch luôn á, toàn là xây bằng lá không. Nhưng mà vui nha. Tối ngủ mũi cắn. Có ngủ ở đó đâu. Quá vậy thôi mà. Ờ hơi nó ngủ á. Em có đã trải nghiệm ngủ chưa rồi? Cũng tuyệt vời. Ủa? Cầm cái bình nước anh nè, tí đứng đó đợi gắn được mà. Sau lưng là hàng trăm anh em Bi không nhỉ? Bên trên bờ đi, tạo cho một mình. Móc đầu. Không ngờ nó kiểu khác nha Bi. Đây là sẽ làm nghề làm khô nha mọi người. Sao bị ổn không Bi? Ủa sao em nhăn dữ vậy? Đâu có đâu, tại em nhăn vui á. Là vui dữ chưa? Em vui lã mặt em nhăn vậy á. Là vui dữ chưa? Anh nhìn cái dù của em đi. Được không? Sự hoan hỷ rất là lớn luôn á. Đây là coi. Tăng tay còn cầm cái dụng của đại cái dù đại tăng mấy giờ sợ không? Ok thì đây có bay fly mới quay lại thúc ơi cuối rồi thúc ơi sao vậy lên đi em đang thúc rồi hết à đi đâu đây không phải chạy đâu có cái đường dạ đi chúng đây xíu rồi chúng khoan đủ chưa em quay đủ chưa về có xài nữa quan anh cho nước đi giờ anh em tôi cứ bị lội ruộng nè. Bi em đổ ruộng lâu chưa Bi? Đây là lần đầu tiên 30 mấy tụ đời của em. Ba mấy nồi bánh chưng mới đổ ruộng hả? Ba mấy nồi bánh chưng mới đổ ruộng. Nó săn hồn người săn lên. Mà em săn là săn vui thôi. Còn ướt là chắc rồi đó. Ôi đẹp quá, nay ăn sáng rồi chụm biếu quá. Làm màu đúng không? Trời rất là đẹp nè, trời đẹp ok đẹp nè. Để chứng kiến một cái lịch sử của em khi mà em lội ruộng. Dạo đầu tôi coi bước về bước coi. Dạ không ạ. À. Em sợ. Em sợ em dạo cái là em xuống tới đây luôn. Nãy thấy cái anh kia đang đi ổng cứ nghĩ nó cạn tới đây, ổng bước xuống cánh lên tới đây luôn. Dạ à. Ờ. Qua rúng luôn á, qua rúng. Qua rúng luôn. Đây cái Bách Nghệ Kỳ Thú chúng tôi bắt đầu ra lội ruộng ra đồng mọi người coi nè, thấy không? Cực khổ không? Là cái môn mấy bên này. Ôi, hay vậy. Ê. Ờ, em kia đi cái đường hay quá kìa. Đó mọi người coi có mấy chục phút thôi mà anh em chúng tôi là phải lăn lộn cả ngày trời ngoài đồng luôn ngoài ruộng đó. Nước lạnh quá. Đó là chân ái à. Ờ nguyên một hồi mưa tội hỏi trời ruộng. Đó là bờ đê đó. Bên bi cơm này chưa trải nghiệm đi mấy xu này chưa. Chưa phải không? Chưa bao giờ đúng không? Chưa bao giờ.
nhà đi đi cho biết, tại nào giờ Bi Cơm là quay trong phim trường không mọi người, phải có phim trường riêng, nhưng mà chương trình thực tế là phải ra ngoài. Thì bây giờ mọi người thấy không, là lăn lộn từ sáng tới giờ đầu tiên mà tôi chuẩn bị có nhảy không? Hứa hẹn là lát là tôi cũng tới đó. Một đứa chụp bớt té đây, một đứa chụp bớt té đi sao đây. Anh có cái quần rồi đó Bi, em hai cái quần, anh có một cái quần một thôi đó. Em sẵn từ nãy giờ rồi mà sao thấy ai cũng gọi xin lên tới đây. Hy vọng là một bước đột phá mới nha. Hứa hẹn để đón chờ tôi tiếp nước. Không có ai dựng cái giá luôn. Ủa, mà đường nào mình cũng xuống mà. Phải đi xuống đúng không? Trước sau phải đi xuống. Để dép đi. Trời ơi, có khởi động không? Rồi, hai người em nhờ qua bên này cái nè. Rồi, qua rồi. Anh Cúc ơi. Ơi. Rồi, xuống quay rồi. Qua chỗ bên kia.